Chào mọi người nhé, hôm nay lên lên tiếp cho mọi người một lô cần, và lô cần này đa phần là cần carbon hết cho mọi người. Có những cây cần câu ngâm nè, cần súp, cần lua, ngoài cây dít biển. Rồi để súp vô cụ thể từng cây cho người xem. Súp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng lên súp lên thì anh em gửi vào shop shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi lên tiếp là cái thứ nhất. Cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của hãng Diama. Thì cái này là cây hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đây, một cây hàng của Hàn Quốc nè, nó Korea. Thì cây này foil sẽ là foil carbon. Đó, foil là foil carbon. Bát phen của nó là phen Pussy, loại xám. Bát của nó là bát Pussy. Đó. Foil carbon sẵn nha. Đây, cái này là dính bụi nha mọi người. Đó, cần về thì chưa vệ sinh luôn. Đây, phen rất là đẹp nha, carbon nha. Và cây này sổ một phen là Pussy loại xám nè, bát tầm bát Pussy nè. Đó, và cây này nó cứng là 50 nha mọi người, cứng 50 và 21, thích hợp cho anh em câu ngâm nhé, câu ngâm, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Câu lăn xê cũng rất ok nha mọi người. Đó, cứng 5. Và cây này nó sẽ nặng là 340g, đọt 2 ly 3, giá công khai cái thứ nhất giá là 600 nha mọi người, 600k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 lên cho mọi người là một cây cần 3 khúc. Đó, cây này vẫn là một cây cần carbon nha mọi người. Đây, cây này vẫn là một cây cần carbon. Và cây này một cây hàng đỉnh từ thương hiệu của Alpha Taco. Đó, Alpha Taco. Phen của nó là phen Pussy nhá, phen Pussy. Bát là bát Pussy. Đó, phen Pussy, bát Pussy. Thân này, thân được sơn ánh kim nha mọi người. À, thân ánh kim. Mấy cái này là bụi nhá, bụi thì anh em kiều ra hết. Nói chung thì cần về thì shop vẫn chưa vệ sinh. Đó. Thì cái này dài 3m, cứng 30 nha mọi người, dài 3m, cứng 30. Thì loại này thì thích hợp cho anh em là câu lăn xê nhá, câu lăn xê, câu chép. Đó. Dạ anh em thích câu cảm giác. Đó. Đọt nó tương đối dịu nhá, 30 thì đọt tương đối dịu nha mọi người. 3m cứng 30. Sơn ánh kim tương đối đẹp nhá, ngoại hình có xe sát ít. Phen bát thì hoàn chỉnh này, không lỗi nhá. Thì cái này nặng là 30, nặng là 300g, đọt 2 ly 2, cứng 30, giá công khai cái số 2, giá là 550k nha mọi người. 550k cộng ship cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 lên tiếp người một cây cần của Ryobi. Thì cái Ryobi này đến từ thương hiệu nội địa Nhật nha mọi người. Nội địa Nhật. Thì cây này dài chỉ 1m9 thôi. Một cây Ryobi dài 1m9, cán là cán mốt nè. Foil là foil carbon. Phen là phen Pussy loại xám nè. Chân phen nó bị ổ vàng thế này thôi nhưng mà còn rất là chắc nha mọi người. Bao anh em chắc luôn á. Bao nhúc nhích luôn. Đó. Bát là bát Pussy nhá, bát Pussy. Đọt cái này là đọt thấp, nó tăng độ tải và độ cứng của cái cần lên. Và cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 80 đến 100 nha mọi người. À, 80 đến 100. Bu của nó là bu Pussy nè, bu Pussy dày luôn á, mới chày. Phen nó đây, phen Pussy lỗi xám nè, bu Pussy nè. Và cái này thích hợp cho anh em câu trên bè nhá, câu trên bè, câu trên ghe, lọ anh em câu ngâm. Nói chung thì độ cứng cái này thì anh em dặn cũng chuẩn về cho anh em câu săn hàng rồi. Đó. Đây, cần cũng còn tương đối nha mọi người, ngoại hình tổng thể còn tương đối, dài chỉ 1m9 thôi, rất là gọn nha. Thì cái này nặng là 190g, dài 1m9, đọt 2 ly, đọt thấp. Rồi giá công khai cái số 3, giá là 700 người, 700k cộng tiếp cái số 3. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên tiếp cho người là một cây cần của Daiwa. Thì đây là một cái Daiwa carbon micro nè. Đó. Carbon micro nha mọi người. Đây, dòng carbon micro. Thì đây một loại phôi mà Daiwa Sunnit nhá. Phôi Daiwa Sunnit. Và cái này một cây cần cắm gốc nè, chuyên về cho anh em câu trên ghe trên bè nè. Và cái này cứng 120 dài 1m6 nha mọi người, cứng 120 dài 1m6. Phôi. Phôi sẵn nha. Bát Pussy loại xám. Phen Pussy loại xám, bát Pussy tem vàng nhé.
sẵn ngăn gốc nhá. Đây, ven ok hết nha mọi người. Cắm gốc. Mấy cây cắm gốc này chịu tải cực kỳ cao luôn nha mọi người. Đó, anh em câu ngâm, câu trên bè, câu trên thuyền. Đó. Rất ok ha. Thì tổng thể ngoại hình thì còn tương đối mới nha. Đó, tương đối thôi chứ không phải là gạch sạch sẽ mới lắm. Và cái này nặng là 210g, đọc 1.6 và đọc tháp nha mọi người. Đây, tháp tháp từ khúc này lên trên đây. Trên đây đọc, trên đây sợi thủy tinh nhá, cực kỳ chắc luôn. Và cái này nó đọt là 2.4 và đọt cứng ra tầm khoảng 120, giá công khai cây số 4, giá là 900k cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5, đây cây số 5 là cho anh em câu cá lăng, câu cá hành, cá cháp nè, câu cảm giác. Và cây số 5 lên cho mọi người là một cây cằn của Heichi, một cây Heichi ở đây Nhật nhé. Tên nó khắc ở đây mà mắc tên này. Đó, một cái hai chi nội địa. Đó, cảng mái chèo. Bát Pusi, bát Pusi, phen là phen Pusi nhá. Keo chỉ ok. Đó. Đọt là đọt tháp nè, đọt tháp. Và cây này đọt nó tương đối nhỏ nha mọi người, nhưng mà độ nảy nó cực kỳ cao nè, đó thấy không? Đó. Nãy qua nhảy cá cực kỳ cao luôn nha mọi người. Đó, cái này anh em về câu cá lăng nè, mùa cá lăng về nè. Đó, anh em câu cá hành, cá cháp, câu trên bè, trên thuyền á, cực kỳ nhảy cá luôn. Đó. Cực kỳ nhảy nhá. Cái này thì nó dài chỉ là 1m7 thôi nha mọi người, dài 1m7, đọt 1 ly, nặng là 156g. Và cái này nó đọt cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi nhá. Và đọt cứng nó sẽ đều vô trong. Đó, vì cái này đọt tháp nha mọi người. Đây. Test đọt nha. Và cái này giá công khai là 450k nha mọi người. À, cây số 5 450k. Cộng tiếp nhé. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên tiếp người là một cây cần của Shimano. Và đây là một cây cần của Shimano, một cây Heichi. À, Shimano sẵn ít nhé. Shimano sẵn ít. Bá tầm bát Fuji F6 nè. À, phôi sẵn ít. Và cái này dài 2m1 người, dài 2m1. Phen là phen Fuji gạo xám. Càng rất là đẹp. Và cái này sắp đi chỉ là phen này. Đó. Và phen này tự đi chỉ đi keo rồi nha mọi người. Đó. Trên đây thì nguyên zin. À. Đây, gạo xám. Bullshit mà chạy. Hàng nội địa nha mọi người. Sẵn ít nè. Rất là đẹp luôn. Chân phen chỗ này nó bị gỗ gỗ thế này nè, nhưng đảm bảo những người rất là chắc nha. Cái này mà không chắc thì sẽ đi chỉ keo lại như thế này rồi. Đó. Cái nào thì để nguyên zin thì nó còn rất là chắc luôn rồi. Mọi người câu thoải mái luôn. Thì cái này nặng là 115g, đọt 1.2, dài 2m1. Dạ. Độ cứng cái này nó chỉ có ra tầm khoảng 10-15 thôi. Độ cứng cực kỳ nhạy cả nha mọi người. Đó. Cho anh em câu cá hành, cá cháp, câu cá lăng, đó. Câu cá chim, cực kỳ nhạy cá và cảm giác luôn. Rồi giá công khai cái số 6, giá là 850k nha mọi người. Rồi, giá 800k luôn, 800k cộng ship cái số 6. Tiếp theo qua đây, và đây sẽ là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc. Và cây này cây cắm gốc máy ngang nha mọi người. Cây này cắm gốc máy ngang. Anh em có thể về độ trễ lên máy đứng nè. Đó. Và đây là một cây cần của Alpha Taco. Và cây này còn tối luôn. Đó. Thì cây này nặng 200g, dài 1m8 nha mọi người. Dài nặng 200g, dài 1m8, hàng cắm gốc. Phôi là phôi carbon. Và cái này độ mới ra khoảng 95% nhé. Đây Alpha Taco. Và cái được sản xuất tại China. Đó. Bát nó đây. Bát là bát gỗ. Đó. Bát da gỗ. Và là bát Fuji nha mọi người. Bát Fuji nè. Đó. Bát gỗ. Da gỗ. Rất là đẹp luôn. Đó. Mê cái bát này. Mê cái bát này và bộ phen nè. Đó. Phen là phen Fuji Sheet nòng súng nha mọi người. Đó. Fuji, phen xít nòng súng, tất cả đều là phen Fuji xít nòng súng hết, đó. Rất là đẹp bộ phen luôn nè.
Cái này về mà anh em lấy bột phen thôi, lấy phôi dựng lại thì còn gì bằng nữa. Độ mới cái này ra ta khoảng 95% nha mọi người, rất là mới luôn. Đó. Đọt nó sẽ là đọt tháp, tháp sợi tinh nhá. Đây, bô trong sẵn luôn. Đó, cực kỳ xịn sò. Nhảy cá cực kỳ nha mọi người. Đó. Nhảy và nảy cực kỳ luôn. Đây. Đó không? Đó. Chơi này thì anh em nào có máy ngang, có chính ghe chính bè thì anh em lấy về câu, rồi anh em chế lại, độ lại bắp, độ lại cắm gốc, độ lại gốc nha. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 800k người, 800k cộng ship cây số 7. Và cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 20 thôi nha mọi người, 20 thôi, 20 30 vì độ cứng nó sẽ cứng đều vô trong nhé. Đó. Rồi, giá 800k cộng ship nha mọi người, cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho người vẫn một cây đến từ thương hiệu của Alpha Taco, và cây này một cây cần một cúc nhé. Đây Alpha Taco, cây còn tuổi luôn. Đây Alpha Taco nó nhập nổi trên cán nha mọi người. Đó. Cây này rất là xịn nhé. Đây coi đến đây carbon cargo nha mọi người, carbon cargo bát tầm bát Pusi nè. Đó. Thằng là thằng sơn ánh kim mọi người. Đó, sơn ánh kim thì cái này của hàng chính là xuất nhập nhá, Alpha Taco mà có đầy đủ phen là phen K nha mọi người. Đó, loại phen K Fuji và là phen xít nhá. Đó, phen xít xứ rất là bóng, xứ xít nha mọi người, còn rất là mới luôn. Đó, anh em yên tâm về câu thả ra, bu là bu chống sẵn. Thì cây này nó dài chỉ là 1m25 thôi nha mọi người, dài 1m25 thôi. Mấy cái này anh em chuyên về câu trên ghe trên bè nhé. Đó, anh em câu trên bè, câu trên thuyền, câu trên ghe vì cần dài nó khó di chuyển đó, thì lấy mấy cái này. Đó. Lực cực kỳ nha mọi người, mấy cây một khúc này lực cực kỳ luôn. Và cái này cứng 100, dài 1m25 nha mọi người, dài 1m25, nặng là 155g, đọt 2 ly. Đó. Rồi giá công khai cây số 8, giá 800 nha mọi người, 800k cộng ship số 8. Tiếp theo cây số 9 thì cây số 9 lên cho mọi người tiếp vẫn là một cây của Alpha Taco, và cây này là một cây cần phen lá nha mọi người. À, cây này một cây cần phen lá, cần phen lá của Alpha Taco đây. À. Và cây được sản xuất tại Korea nha, à, Hàn Quốc nha mọi người. À. Đây power cộng Alpha Taco cứng 50 dài 2m1 nhé, cứng 50 dài 2m1. Đây họ voi carbon, voi carbon phen là phen lá đó, phen lá là phen xít hết cho mọi người, xít hết luôn, phèo chân keo ok hết nhé, rất là đẹp. Nó có sẵn sàng thế này nè đó. À, bu chống sẵn hàng nguyên zin nha mọi người, hàng nguyên zin đây, nó sẵn sàng thế này đây, nó cần sao thì báo để bảo anh em quay quay kỹ cho mọi người xem luôn. À, phôi thì yên tâm, phôi phen thì nguyên zin hết đây. À, các bạn mấy cây cứng 50 dài 2m1 này anh em câu cực kỳ cảm giác luôn nha mọi người. À, cực kỳ cảm giác luôn, câu đang xe câu ngâm. À, rất ok ha. Đóng là đóng trên đây là Fuji Japan nè. Đó. Từ Nhật về nha mọi người. Và cái này nó nặng là 280g, đọt 2 ly 5 và 21 cứng 50, giá công khai cái số 9. Giá là 850k nha mọi người. À, 850k cộng ship cái số 9, càng cực kỳ ok nhé. Tiếp theo cái số mừng. Cái số mừng lên cho mọi người là một cái hàng hệ. Và đây là một cái hàng hệ của hãng Daiwa. Đó. Một cái Daiwa Lexus. Đó. Glass phôi carbon nha mọi người, carbon sẵn, phôi carbon sẵn, phen lá. Và cái này cứng 50 dài 2m4 nha mọi người, cứng 50 dài 2m4. Phen Fuji phôi sẵn nè. Bát tầm bát Fuji thấy sẵn quăng nè. Đó.
fan keo thì ok hết đây. Đó, mấy cái này thì xịn này, khỏi bàn. Sẵn quần quần nè, gần gần này thấy không? Đó, ở ngoài anh em thấy nó sẵn rất là đẹp luôn. Đó. Với trong điện thoại thì có thể không thấy bằng. Đây, sẵn ở gần nè. Đó, mấy cây này anh em bơi câu lăng xê, câu chép, đó, câu ngâm, rất là phê. Độ dịu của mấy cái phan lá này thì có bạn, đó, nó có độ dịu và độ nảy rất là cao nha mọi người, đó, tương, rất là đanh luôn. Và cây này thì nó sẽ nặng là 260g, đọt 21, dài 24. À, giá công khai cây số mừng giá 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cây số mừng, hàng của Daiwa. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan nha mọi người, đây hàng sản xuất tại Taiwan. Giá công khai cây số mừng giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cây số mừng. Tiếp theo cây số 11, cây 11 lên cho mọi người một cây hàng ba khúc, hai khúc nhưng mà ba ngọn nhé. Ba ngọn này thì anh em từ vào địa hình, chỗ nào nước chảy xiết thì anh em câu bọt cứng, chỗ nào nước chảy mềm chảy ít thì anh em câu bọt mềm nhé. Đó, tùy vào địa hình. Đây ba đọt nguyên sinh của cần luôn. Và cái này một cái cần dài 2m4 mọi người, của Holy Bushin nè. Cái này chắc của anh Fataco rồi. Đó, hàng nó địa quen. Foil của nó là foil carbon. Và ba đọt có độ cứng tương đương là 30, 50, 60, 80 và 100, 120 nha mọi người. Foil là foil carbon nè. Sẵn quanh. Bát phen là phen Fuji. Bát Fuji tem vàng. Đó. Đây, foil ra đây. Đó. Rất là đẹp ha. Đó. Rất chi là đẹp bộ foil. 2m4. Đó. Chích bộ không tơi nè. Đó, hàng nó đây. Hàng nguyên sinh nhé. Chưa keo chỉ gì đó. Lại hết luôn. Tất cả nguyên bản hết. Tổng thể cần thì nhìn cũng còn rất ok. Nó không có xây xác gì nhiều. Có sức dâm nhẹ vài điểm, sức lông mèo thôi. Đó. Đây, sẵn gân guốc nha. Đó, carbon sẵn rất là đẹp luôn. Đây, mua một cây cần mà được ba cái đọt thì khỏi vàng rồi. Đó. Thôi cũng rất là chất lượng. Thì cây này nó sẽ nặng là 330g, đọt dài 2m4. Thì đọt 1.8 đọt cứng sẽ là 30-50, đọt 2.1 đọt cứng sẽ là 60-80 và đọt 2.2 đọt cứng sẽ là 120 nhé. Tất cả các đọt này đều là đọt tháp hết nhé. Rồi, giá công khai cây 11 giá 900 mọi người, 900k cộng ship cây 11. Tiếp theo qua đây. Ở đây sẽ là cây 12. Cây 12 lên tiếp người vẫn một cây cần ba đọt nha mọi người, ba đọt nhưng mà cần hai khúc. Đây. Foil for carbon nè, cây được cái đẹp hơn cây kia một tí. Hàng của Alpha Taco. Đây, phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Bát Fuji. Cây này đẹp nha mọi người. Đó. Đây. 2m4, hàng Korea xuất Nhật. Cây này thì nguyên cây sẽ là carbon nhé, chứ không phải là cần tháp đâu. Đó. Nguyên cây carbon hết. Đây, càng còn rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp miếng bàn. Wow, hình cái này nó ra tầm khoảng 93-94% nữa rồi. Rất là đẹp. Thì cái này nó sẽ nặng là 260g, đọt dài 2m4. Thì đọt 1.6 độ cứng nó sẽ là 30-50. Đọt 1.8 độ cứng sẽ là 50-80 và một đọt 2.1 độ cứng sẽ là 80-100 nha mọi người, 80-120 nhé. Rồi giá công khai cây số rồi mấy ta, cây số để xem cây số 12
giá là 1.100.000 người, 1.100.000 cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây 13 lên cho mọi người một cây splitter. Đây, đây một cây cần splitter 405 DST nhé, 405 DST. Và đây là một cây cần được sản xuất tại Indo nhé. Đây là những bản cuối cùng được sản xuất tại Indo. Đa phần những cây đời mới giờ sẽ là hàng của China nha mọi người. À, dòng splitter. Dòng này dòng FV nha mọi người, dòng FV 405 DT. Tem đầy đủ nhá. Bát của nó là bát nguyên bản nha mọi người, bát nguyên bản. Bát Pussy. Fan cũng là fan nguyên bản hết luôn. Đó. Đây. Fan nguyên bản nhá, chưa độ cháy. Và cần thì nó có xây sát một ít thôi. Đó. À, định vị rõ ràng lắm rồi, à, định vị của dòng số tinh tờ đọc và sẵn này, cặp quan sẵn này, định vị rõ ràng 405 DX này thì thích hợp cho anh em nào câu câu chép nhé, câu lục bạc bản cũng rất ok. Đó. Quay sẵn này, sẵn gần gút này. Cái dòng này rất nổi tiếng này, coi cực kỳ bền chắc hết thời gian. Ngoại hình thì có xây xác thôi, dạng xước lông mèo thôi. Đó. Tổng thể ok hết cho mọi người. Đây, xước dâm ít ha. Đó. Đọc thì có chỗ này xước dâm một tí nè. Đây, đó. Dạng xước dâm chốc sơn nha mọi người. Đó. Càng sao mình báo anh em vậy. Thì cái này nặng là 400g, đọc 2 ly 2. Và dài 4.5. Độ cứng DX, giá công khai 13, giá 1.400.000 nha mọi người, 1.400.000 cây số 13. Tiếp theo cây số 14. 14 lên cho người vẫn một cây cần súp. Và đây một cây cần súp power của Daiwa. Và cây này cứng 25, dài 3.9 nhé. Cây này về cầu chép. À, cầu chép ok lắm. À. Và cây cứng 25, dài 3.9. Bát là bát Fuji FX7. Fan Pussy, à, nguyên bản. Phôi đây, à, phôi là cặp con sẵn đúng rồi, sẵn vòng. Có xây xác nè. À. Cần có xây xác báo cho người sẵn xây xác. Đây. Bỏ sẵn nha, sẵn vòng. Đọt nó sẽ là sẵn cao cô thế này. À. Ok ok nha mọi người. À, đọc sẵn cargo. Đây, à, hàng nguyên bản. Hàng đại qua. Và cái này dạng bán xem như giá thanh lý rồi. Thì cái này nặng là 330g, đọc 2.4 ly. Giá công khai cái số 14, giá là 650k rồi, 650k cộng ship. Rồi, qua đây là những cây dạng Lugan. À, Lugan lua lóc cho mọi người. Lugan lua lóc cầu cá chép. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 15. Thì cây 15 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đây là một dòng Daiwa Pacific nè, Phantom. À. Thì cái này thì đảm bảo người nó mới tầm khoảng 93-95% á, cần rất là mới luôn. Keo kỹ nè, nguyên zin hết. Đặc biệt cây này cây Francis nữa người, à, cây này cây Francis rất là mới nhá. Và cái này nặng là chỉ có 178g thôi, nặng 178g, đọt 2 ly, dài 3m. À. Và cái độ cứng của nó sẽ là độ cứng L, thì thích hợp cho anh em nào Lugan. À, Lugan đánh mồi nhẹ nhẹ thôi. Đây thông số mồi lua từ 5 đến 21g, lai từ 6 đến 12 lb, hàng sản xuất tại Taiwan. À, Lugan anh em có thể lấy cái này câu cá chép, à, câu cá chép, câu cá chê. À, rất là phê luôn, càng rất là mới nhé. Lua lóc thì anh em có thể đánh màu giả nha mọi người. À, lua lóc đánh màu giả. Cần rất là đẹp.
đây qua. Cố gắng quay chậm một kỹ cho mọi người xem. Rất là đẹp. Thôi. Thôi carbon. Rồi, giá công khai cây số 15, giá 1.500.000 mọi người. 1.500k cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Và cây 16 lên trong người vẫn một cây cần Lugan. Đó, Lugan, cầu cá chép, cầu cá chê. Và cây một cây cần của Daiko nha mọi người, cần Daiko hàng loại từ Nhật. Đây. Daiko hàng Japan nha mọi người, loại từ Nhật. À, cây này dài 3 m, độ cứng là sẽ là độ cứng ngang L nha mọi người, độ cứng sẽ là độ cứng ngang L. Và cây này lua mồi từ 7 đến 21 g, lai từ 8, lai từ 8 đến 16 lb. Đó. Thì 21 g thì cái này chuẩn về các anh em nào câu cá chép, câu cá chê. Đó. Lugan thì Lugan với lóc thì đánh mồi nhẹ thôi nhé, đánh mồi đúng thông số cần thôi. Đó. Mấy cái này chuyên về cục cảm giác nhé. Thì có túi đi theo kèm nè, túi zin luôn nhé. Và cái này cũng đảm bảo những người nó rơi tầm khoảng 95-94% nhé, cần rất là đẹp. Đây, keo chỉ thì nguyên zin nhé. Và phen cái này thì là phen Fuxi loại xám thôi. Đó, loại xám. Đây, keo nó đây, rất là đẹp. Bát là bát Fuxi tam vàng, bát tay cô luôn. Đẹp khỏi bàn. Đây, rất là đẹp. Đây. Đó, rồi xám nha. Bu nó sẽ là bu xít nha mọi người, bu xít. Rất là đẹp nha. Chưa có dấu hiệu gaten, chưa có dấu hiệu câu luôn á. Cái này thì tiễn về, tiễn hàng đẹp về cho nên nào câu là sưu tầm. Rất là đẹp cái cần Daiko nó đi chụp. Rồi, giá cũng thay cái số 16, giá là 1.500.000 luôn nha mọi người, 1.500k cộng ship cái số 16. Tiếp theo cái số 17. Cái số 17 thì chuyên về cho nên nào câu lóc nè, câu nhá thiệt nè. Đó. Cây 17 sẽ là cho mọi người một cây cần đến từ thương hiệu Ban nha mọi người, một cây Ban. Và đây là thương hiệu nội địa Nhật nhé, hàng Ban nội địa Nhật. Thì cây này nó sẽ dài là 2m58 người, 2m58. Nó lua từ 7 đến 35 g. 35 g thì đánh giá thiệt vô tư rồi. Lai từ 8 đến 16 lb. Phen của nó là phen Fuxit nha mọi người, phen Fuxit. Phen hai chân. Thôi cực bò sẵn nè. Đó. Hàng nội địa Nhật. Bát là bát Fuxi tam quan, bát con luôn. Đây, sẵn găng gút nhé. Và cái này còn tuổi đi theo kèm. Đó, tuổi xin theo kèm. Nó có bị cả sớt sơn cái này thôi. Đó, chọc sơn cái này. Tất cả còn lại thì đẹp. Đẹp ken sven. Rất là đẹp nhé. Đây. Phen đề ba này rất là bự luôn. Đó. Cái này chiên về câu nhá thiệt nhé, câu nhá thiệt, câu thật lát. À, bộ của nó là bột xít màu trời nè, à, bột xít màu trời. Sẵn gần gút nè mọi người, sẵn gần gút nhé. Rất là đẹp, cái cần. Rồi, giá công khai cái số 18. 17 giá 2.200.000 nha mọi người, 2.200.000 cây số 17. Tiếp theo cây số 18 thì 18 lên cho mọi người một cây cần của hãng Ken, một cây Ken Cut. Đây. Thì cái Ken Cut này thì rất là hiếm mà bây giờ về cũng rất là ít. Một cây Ken Cut Ocean Blue. Đó. Thì cái này một cây Ken Cut dài 3m3 nha mọi người, dài 3m3. Và cái này đặc biệt một chỗ là nó sẽ sổ bộ phen là xích gòn nhé, đội xích chân gòn luôn. Cái này nặng sẽ là 314g, đọc bọc đi chính. Đó, nặng 314g, đọc bọc đi chính. Đây, xích gòn nhé, Fuxi rõ ràng nha mọi người. Đó. Có miếng này chống nổ nè, thì nọc chống nổ. Phôi nó thì cực kỳ dày luôn. Đây, ngoại hình cái này rơi tầm khoảng 93% nhé, rất là đẹp.
và đây là một cây căn lugan, lugan câu cá chép, câu cá chê, câu cảm giác càng rất là đẹp nhé. Thì cái này nó lua từ 8 đến 20 lb, lua từ 10 đến 40 gram nha mọi người, lua từ 10 đến 40 gram, line từ 8 đến 20 lb nhé, đen rất là đẹp. Ngoại hình, ngoại hình cái này xuất sắc rồi, ngoại hình ok hết nhé, trong sạch. Rồi, giá công khai cây số 18, giá 2 triệu rồi, 2 triệu cộng ship cây số 18. Tiếp theo cây số 19, thì 19 vẫn là một cây cần kencat nha mọi người, kencat còn tối nha. Và cây này sẽ là một cây cần 2 khúc, dài 2m28, nặng là 267g. Đó, đọt sẽ là 2 ly 2 nha mọi người, đọt sẽ là 2 ly 2. Và cái này nó lua từ 28 đến 80g, lai từ 12 đến 40 lb. Thì 80g này thì anh em câu nhất thiệt cô tư luôn, đánh nhất thiệt, đánh thải ra luôn á. Cái kênh cát còn hợp nhất. Đây, cho mọi người xem, cần thì rất là mới rồi. Còn mới cái này ra tầm khoảng 95% nha mọi người, rất là mới. Đang là phần xịt gòn nhé. Đây, xịt gòn. Càng thì đẹp trục sắc. Cho bộ nữa đây, khỏi chè đâu được. Phèm phù si hết nha mọi người, tất cả là phù si. Đọc chữ rõ ràng. Càng rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây số 19, giá 2 triệu 2 người, 2 triệu 2 cho cây số 19. Tiếp theo cây số 20, thì cây 20 là một cây cần quẩn, một cây kencat. Kencat. Mà đây là một cây mẫu khác của hãng, của hàng Oxylo. Đây là một mẫu carbon mà phôi nó đang thế này đây. Anh em ở Việt Nam thường gọi là cây phôi vảy cá. Đó. Đây, cái hộp nó đây, cái hộp nó thôi cũng làm rất là đẹp nha người, xuất sắc nha, con chim nè, bông bập nè, cái này về trưng bày là khỏi bàn, rất là đẹp. Và cái này nó sẽ dài là 2m4 nha người, dài 2m4, 2 khúc, nặng là 258g, đọt 2 ly 2. Và cái này lô từ 10 đến 48g, 48g thì tính giá thiệt cô tư. Lai từ 8 đến 20 lb, giá nó bán tại Nhật nè, 31.000 yên, nó ra tầm khoảng gần 7 triệu từ Việt Nam. Đó. Đây. Đó đây mọi người, một cây cần kencat. Và đặc biệt thì cái này chưa qua sử dụng nha mọi người, cái màn co, màn bo, cái mặt siêu ni lông nó còn bao cây cần nè, đó, chưa qua sử dụng nhé. Đây. Đó, hàng trưng bày. Thì cây này về được cái hộp zin của nó luôn nhé. Đây. Hồi vẫy cá nó mọi người, đó. Rất là đẹp ha. Cái này về trưng bày là rất là ưng rồi. Phen của nó là phen xít, phen bóm nha mọi người, phen xít, phen bóm. Đây, vảy cá rất là đẹp. Thì về hàng trưng bày thì khỏi bàn về ngoại hình nó coi. Cực kỳ ok luôn. Đó, phôi đây. Phen đây. Đó, rất ok nha mọi người. Bột xít màu chày đó, sẵn lên tới ngọn trên đây luôn nè, bo nhau này đó. Rất là đẹp. Ở ngoài cây này cầm ngoài tay á, nó chiếu ánh sáng nắng vô á, cực kỳ xuất sắc hơn nữa đó. Đó. Anh em nào hợp phong thủy với màu vàng á, hốt cây này về liền. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 2.500.000 người, 2.500k cộng ship. 21 lên cho mọi người một cây cần dít biển nhé. Đó, một cây cần dít biển, cây số 21. Thì 21 sẽ là một cây dít biển. Và cây này là một cây cần của Daiwa nha mọi người. Hàng Daiwa. Đó. Một cây Daiwa dít biển. Đây.
Và cái này sản xuất tại Taiwan nữa này, được sản xuất tại Taiwan. Đó. Và cái đích cho nó bát của nó là bát Fuji nhưng này, bát Fuji, bát bự luôn á. Vì cái này là hàng đánh bạo lực. Đó. Thì cái này nó dài là 1m89, đọt 2 ly 5, nặng là 360 g. Và cái này nó dít mát là được 300 g nha, 300 g cho anh em câu Phú Yên nè, Côn Đảo thả ra luôn. Đó. Và nó lai được từ be số 4 đến be số 8. Phen của nó là phen Fuji, phen bóng nhung này, phen bóng và phen đề ba là 30 40 nhung này, phen đề ba là 40. Fuji 40 nhá. Phen bóng chân này, chân đen luôn này. Đó. Rất là bự luôn. Phen nữa đây. Ngoại hình cái này thì ra tầm khoảng 93% này, rất là mới. Này cái góc này. Rất là mới luôn, hình như tầm khoảng 93%. Đây, phần dẫn trên đây nó cũng làm rất là dày nha mọi người, dày và kinh càng lên. Bộ nữa này, bộ xít luôn nha, bộ xít dạng dít biển luôn, đó, càng chắc thừ luôn nha mọi người. Mấy cái này thì anh em có thể về ở dưới miền Tây thì có thể đánh cá dồ đếm. Đó, đây nó xước đây một tí nè, đánh vô đếm câu trên bè săn hàng. Đó, anh em dứt biển thì cây dứt mọi 300 g thì có thể câu Phú Yên, câu Phú Quốc, Côn Đảo. Vàng rất là đẹp nhé, hoa văn cũng rất là sắc sảo chuẩn phiên. Rồi giá công khai cây sổ 21 giá là 2 triệu 5 người, 2 triệu 500 k cộng ship cây số 21. Tiếp theo cây số 22, và cây số 22 vẫn một cây cần cắm gốc, hàng cho anh em dứt biển nè. Và cái này còn túi zin luôn em ơi, túi zin thì theo cần luôn. Foil foil carbon. Cái này được của hãng là hãng Zenith đúng rồi, hàng Zenith nội địa Nhật nhé. Foil carbon. Phen là phen Fuji Sheet, phen bóng. Đây. Thì cái này dài là 1m98 người, dài 1m98, độ là 3 ly 4, nặng là 300, nặng là 325 g. Đó. Và cái này dít mát của nó là 150 g, lại từ be số 2 đến be số 4 nhé. Thật sự test thì cái này nó dít tầm khoảng 300 g mình dư sức của nha mọi người, nó rất là cứng luôn. Đó. Đây, mình đè nó còn không cong nữa. Đây, đè nó còn không cong nữa. Cái này đánh tầm khoảng 300 350 g mà dư sức luôn á. Đây, phần ship nha mọi người, phần ship, phần bấm. Bát bát Fuji tam vàng. Và cái này độ mới ra là khoảng 95% nhá, cần rất là mới. Đây, kéo chỉ thế này thì anh em thấy rồi, rõ ràng nhá. Sức thì xem như không có luôn, rất ít. Bột chống sắn nha, bột chống sắn bullshit tặng, nói chung rất là cứng luôn. Nó cầm bẻ thế này nó còn không cong nữa nè. Đây, nắm đọt nè, nắm đọt dở thế này nó còn không cong nữa nè. Đó. Rất là cứng cái cần. Cái cần này tải tầm khoảng 300 500 g này dư sức. Mấy cái này anh em về câu ngâm á, rất là ok. Cái cứng này thì đóng cá thì cô tư quen ok hết nha. Rồi giá công khai cây sổ 22, cây cuối cùng giá 2 triệu 7 những người, 2 triệu 7 cây số 22. Rồi đó, tổng cộng 22 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.